Chuyện thứ 49, niệm Phật Bản Lai. Có cô ở Long Xuyên nói với bác: "Anh hai giải dùng thế nào là niệm Phật Bản Lai? Tôi nghe thấy huynh kia bảo xoay cái niệm vô trong làm sao đó mà tôi không hiểu nổi." Bác trả lời: "Tôi không bức niệm theo lối đó." Chừng bác chiếu về, cô ấy nói: "Mua bán nhiều lúc cũng phiền ghê, cúng xong ngồi niệm Phật cũng không yên, người ta cứ kêu mua đồ hoài à, vừa xá ra bán mới ngồi lại thì người khác kêu nữa. Mà nghĩ cho cùng á, cũng tại mình bày buôn bán cho nên mới có cảnh này chứ sao. Nhưng tôi trong cảnh mẹ quá con côi, mà làm ruộng làm sao nuôi con ăn học nổi." Nghe cô than như vậy, bác nói: "Hồi sáng cô hỏi việc niệm Phật Bản Lai tôi không trả lời, vì thật ra tôi không biết cái vụ niệm xoay vô xoay ra làm sao đó. Còn bây giờ để tôi nói niệm Phật Bản Lai cho cô nghe nha. Mỗi khi niệm danh hiệu Phật, cô phải nhớ luôn đến đức từ bi hỷ xả của Phật, để lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, mà ứng dụng tinh thần từ bi ấy vào trong đời sống. Cho dù người ta có kêu lúc cô đang niệm Phật, cô cứ lấy lòng từ bi hỷ xả ra để xử sự tiếp đãi vui vẻ, mua bán nói năng. Chẳng những có tình có nghĩa mà việc làm ăn cũng phát đạt. Bán xong mình tiếp tục niệm nữa, như vậy vừa niệm Phật vừa có lợi. Nếu chấp ở chỗ tiếng niệm Phật phải dính liền, có người kêu tức bị đứt đoạn. Còn niệm Phật như trên thì không bị đứt mà còn có lợi ích thiết thực nữa." Sau này trên Chắc Cà Đao có vợ chồng chú Út, họ rủ nhau tu kình. Khuya ông công phu xong ngồi niệm Phật, còn thím Út phải gánh rau cải ra chợ bán. Thím nghĩ buồn vì thân phận đàn bà thua thiệt quá. Có một cháu biết câu chuyện niệm Phật Bản Lai nói trên, đem thuật lại cho thím Út nghe. Từ đó thím hoan hỷ lắm. Khuya thím vui vẻ gánh cải ra chợ bán, thím còn nói thầm: "Sau này thím có thuật lại với ông chồng rằng, ông ngồi đó niệm Phật, ông niệm Phật chưa chắc gì ai nhờ, chứ tôi ra chợ niệm Phật người ta nhờ tôi lắm đó." Công việc không đổi, chỉ cần đổi quan niệm mà từ thua trở thành thắng. Cái bức rứt đổi ra vui vẻ nới nang nhường nhịn, được ưa mến và đắt hàng. Chuyện thứ 50, nhẹ lách. Hôm nọ bác đi xe đò, chật quá phải ngồi trên mui. Bác thấy một con gà mái đang bươi ăn giữa lộ. Xe tới nó quảng chạy, nhưng chạy xuôi chiều xe. Khoảng cách giữa gà và xe cứ thu ngắn dần, 4 mét, 3 mét, rồi 2 mét. Thấy gà sắp bị xe cán chết đến nơi, bỗng nó tạt ngang vô lề, xe chạy rớt. Nó đứng tỉnh bơ như không việc gì cả. Bác suy tư, trong đời thường của chúng ta cũng vậy. Với các cuộc đấu tranh vô cùng phiền lụy, ta chỉ cần nhẹ lách qua bên là được yên ổn ngay. Chuyện thứ 51, làm phách. Có người nói: "Bác hai à, tôi với người ngoài thì sao cũng được, còn em Út con cháu trong nhà mà nói nó không nghe thì bực tức quá à. Sao vậy bác?" Bác trả lời: "Tại làm phách chứ sao, ý mình là kẻ cả, bảo kẻ dưới nó không nghe thì tức chịu không được. Chứ mình tính nó như bao nhiêu người khác đâu có vấn đề, nghe thì nó nhờ, không nghe thì thôi."
Chuyện thứ 52. Pháp môn giải thoát. Bác có người bạn xưa làm lớn, nay đã thất sủng. Một hôm, bác gặp anh ta mang hình thức của người tu. Qua câu chuyện trao đổi ngắn ngắn, anh bạn hỏi: thời này mình nên tu giải thoát hay không, và tu pháp môn nào mới giải thoát? Bác nói: thời nào cũng cần phải tu giải thoát cả, ngặt một điều là không có pháp môn giải thoát. Anh bạn ngạc nhiên nhìn bác. Bác nói tiếp: cũng như không có cái kiến biết chữ, mình phải biết chữ rồi. Khi mắt bị mờ thì mua kiến về mang để lấy chữ, chứ không có mắt kiến để mang cho biết chữ. Tóm lại không có pháp môn giải thoát, chỉ có những tâm hồn giải thoát hay không thôi. Nếu tâm hồn cởi mở thì hành pháp môn nào cũng giải thoát. Nếu lòng còn câu nệ, cố chấp nhiễm ô thì pháp môn nào cũng trói buộc cả. Chuyện thứ 53. Tu thế nào? Có lần bác về thăm chú ba, một người bạn thân. Anh em bàn luận đạo lý một hồi, rồi chú hỏi: anh bây giờ đang tu như thế nào? Ý chú muốn hỏi xem bác đang tu thiền, tịnh, phước hay huệ. Bác không trả lời việc đó mà nói: nãy giờ tôi không có tu. Lẽ ra câu trả lời tới đó là đủ, nhưng sợ sau này em cháu nghe như vậy đâm hoang mang, nên bác ráng nói thêm: nếu một lát nữa có chuyện gì thì tu. Sau này nghe chuyện, chúng tôi nhờ bác nói thêm cho rõ về vấn đề. Bác thí dụ: thầy mình đang co lái ghe, mà nãy giờ ghe đi ngay, mình không cần phải lái. Nếu nó chinh lũi, bấy giờ mới bẻ. Nãy giờ bác nói chuyện đạo, tâm không có nghĩ quấy thì có gì để mà tu mà sửa. Nhưng nói ngắn quá, sợ em cháu sau này hoang mang nên nói thêm: lát nữa nếu có gì thì tu, là vậy đó. Chuyện thứ 54. Đừng đặt thành vấn đề. Một hôm có đứa cháu là thợ may đến thăm và hỏi bác: con may đồ rồi trao hàng cho khách phái, con trao thẳng cho họ có được không, hay phải qua trung gian như là để xuống bàn ghế để người ta lấy? Hồi xưa có lệ là nam nữ thọ thọ bất thân, chữ thọ trước là trao, chữ thọ sau là nhận, tức nam nữ không được nhận đồ trực tiếp mà phải để qua một trung gian nào đó rồi mới được nhận. Có mấy huynh trưởng dạy con như vậy. Nghe nó kể, bác cười nói: chuyện đó đã lỗi thời rồi, đừng đặt thành vấn đề thêm khó khăn rắc rối. Trao hàng làm như vậy còn đo cắt rồi phải làm sao, hay đi xe ngồi chen chúc giữa nam giữa nữ thì làm sao? Ôi, việc đời cứ tùy tiện, quan trọng là phải chính tâm. Chuyện thứ 55. Tu ngay đi. Mấy mươi năm trước, có lúc bác đi bán củi tràm ở Đồng Tháp với người bạn. Dùng Đồng Tháp đất khô cằn không có cây cối, nên nhà nghèo cũng phải ráng mua củi chứ không quê đâu được. Ghe chèo ngang một chòi nọ, có người đàn bà ẵm con chạy ra kêu lại hỏi giá. Bác nói củi 100 đồng một mét. Cô ấy trả 90 đồng, 95 rồi 97 đồng. Bác nói:
Chúng tôi bán không có nói thách. Cuối cùng cô đồng ý mua một thước. Khi trả tiền đếm đến 95 đồng, cô dừng lại xin bớt 5 đồng, bác không chịu. Cô trả thêm 2 đồng và nói: bớt 3 đồng cho con tôi ăn bánh đi ông. Bác muốn cho nhưng nghĩ lại, mình đi hùng với bạn, nếu rộng rãi quá cũng ngặt, nên từ chối. Cô ấy đành phải trả đủ. Xô ghe ra chèo đi, bác ngẫm nghĩ, người ta nghèo, xin bớt 3 đồng cho con ăn bánh mà mình không cho, trong khi đó mình định đi buôn để kiếm vốn rồi lên bờ tu. Muốn tu thì tu ngay đi, còn chờ lên bờ xuống nước gì nữa. Chuyện nhỏ chớ lòng bác rây rứt mãi đến ngày nay đó. Bác luôn luôn tự nhắc mình hãy tu ngay hiện tại. Chuyện thứ 56, tội cất đầu không lên. Có một ông cư sĩ ra đời khuyến dạy người ta tu hành. Nhiều người đến hỏi đạo, có người hỏi: dạ làm thần nông xịt sâu có tội không? Cư sĩ ấy đáp: tội chứ, giết người ta mà làm sao không tội cho được. Một người bán tiệm hỏi: mua bán có tội không? Cư sĩ đáp: mua một đồng bán 80 xu thì không có tội. Bác hai nghe thuật lại chuyện ấy, bác nói: mua bán như vậy tội cất đầu không lên chứ sao không tội. Ai không tin làm thử coi. Chuyện thứ 57, mâu thuẫn. Một hôm có cư sĩ đi cái giờ mua đồ, còn ít tiền lẻ vừa đủ về xe. Có ông lão tế xin, đệ không cho. Mặc dù vẫn còn tiền lớn, vì nghĩ mình đã từng cho ông lão này hoài, đến khi khác cho cũng được. Đến bến xe gặp người quen bán sinh tố, anh mừng rỡ kéo lại đãi một ly nước. Hai người hàn huyên một lúc, đệ móc tiền ra trả. Người bạn lại cố từ chối, dằn co một hồi để đành cất tiền cảm ơn và giả từ. Lên xe về, đệ tự nghĩ ở đời có những cái ngộ ngộ, kẻ này xin thì không cho, người không nhận lại ép lấy. Nghe thuật lại, bác nói: mình phải suy nghĩ để hiểu được lẽ phải mà ứng xử, đời là trường học lớn mà. Bác hai không nói việc đó phải làm sao, mà chỉ hoan nghênh việc chiêm nghiệm xét lại từng sự việc trong cuộc sống để tiến bộ thôi. Năm 58, ăn ngọ. Một ông bạn đến thăm bác Sáu, ông ấy ca ngợi hạnh ăn ngọ. Ông cho ăn ngọ là tiết kiệm lương thực, vì mấy năm mất mùa lương thực khan hiếm lắm. Bác Sáu nói: nếu mình sống không lợi ích gì cho ai, 5-7 ngày ăn một bữa cũng hoang phí rồi. Nếu mình sống có lợi ích, ăn một ngày 7-8 bữa cũng không hoang phí nữa. Cũng như cái máy, nếu nó bơm nước, một ngày đốt 7-8 lít xăng đâu có hoang phí gì. Còn để nằm không, một tuần lễ mà rịn mất một xị cũng là uổng. Thế nên phải nhắm vào sự hữu dụng, chứ không nên nhìn vào số lượng tiêu phí mà xét đoán lợi hại. Chuyện thứ 59, kích thích tố. Có cháu cư sĩ hỏi: bác hai à, có khi mình nằm chiêm bao thấy Phật vậy là sao hả bác? Bác trả lời: vậy là nằm mộng chứ sao. Nó có vẻ thất vọng nói:
thì đành làm mộng. Nhưng mỗi lần chiêm bao gặp Phật, con thấy vui lắm, tinh tấn tu hành nữa. Bác nói: thì đương nhiên rồi, gặp mộng lành lòng phấn tấn tu hành là tự nhiên. Nhưng mà kích thích tố thiếu gì thứ, gặp chuyện nguy cấp mình cũng niệm Phật thân tới vậy. Ý bác muốn nói, có nhiều hoàn cảnh thúc đẩy sách tấn mình tu hành, đâu đợi chiêm bao mộng mị này nọ mới tinh tấn. Bác không đồng tình với việc mộng mị đó nên nói thêm: kích thích tố dù nhiều không tốt, chỉ khi nào suy nhược lắm mới cần đến nó với một phân lượng vừa phải và thời gian nào đó thôi. Như dùng thuốc lợi tiểu hoài thì hại thận, dùng thuốc trợ tim hoài thì hại tỳ. Thế rồi sau này nó khùng, khùng rất nặng. Sự việc xảy ra bác không ân hận vì mình không tán đồng, không dùa thêm chuyện đó, trái lại còn cảnh giác nó nữa. Vậy mà không khỏi, âu cũng là định mệnh. Chuyện thứ 60 đều là tặng phẩm. Có một cô và một cậu cư sĩ đã phát nguyện sống độc thân từ kết hôn với nhau. Cha mẹ đôi bên không nhìn nhận, đạo hữu chẳng ai ngó ngàng đến, kể như là người sa đọa và làm lem ố danh dự chung của giới cư sĩ, nên các bậc huynh trưởng nhất định trừng phạt chứ không giúp đỡ, hầu làm gương cho kẻ khác. Bác hai thấy hai người ấy nguy khốn quá nên có giúp chút ít. Thấy thế mấy cháu thân với bác cũng giúp theo. Vì vậy họ bị mấy cô chú chủ trương trừng phạt đó rầy trách, cho rằng giúp như vậy là vô tình mình khuyến khích người tu sa đọa. Mấy cháu nó trách lại mấy huynh trưởng đó tu hành gì mà khó quá. Bác hai khuyên can mấy cháu: mấy đứa không nên trách lại mấy cô mấy chú như vậy. Trừng phạt để cho nó tởn mà cải hối, giúp đỡ là để cảm hóa nhau, cái nào cũng là tặng phẩm cả, ai có phẩm vật nào thì cho cái nấy. Chuyện thứ 61 giọt lệ chia ly. Bác hai và bạn đi đám tang ông xã. Trước khi ra về, người bạn bác ngỏ lời chia buồn. Thím xã khóc suýt mướt, ông bạn ấy khuyên: thím à, chú xã biết tu hiền trai lạc, thế nào cũng được về cõi Phật, quả vị đó không mất đâu, thím yên tâm ráng lo tu hành nha. Đến lượt bác đến chào, thím cũng khóc tức tưởi. Bác nói: tôi rất hoan nghênh giọt nước mắt của thím. Người bạn đường chung sống với mình, chia sẻ ngọt bùi suốt cả một đời, giờ dính biệt nhau, rưới cho nhau và giọt lệ, điều đó quý lắm. Tôi rất kính mến và cảm động trước những giọt nước mắt ấy. Nhưng tự mình có đau khổ, thím nên nghĩ rộng xót thương đến những người quá phụ khác vô phước hơn mình. Người ta quá bụa nghèo khổ phải tha phương cầu thực, còn mình tuy quá bụa chứ cũng ấm no. Khi trở về nhà, bác thuật lại với bạn: tôi không khuyên thím xã ấy mạnh dạn để chống lại cái buồn khổ, còn ca ngợi cái khổ ấy nữa. Nhưng thím nghe lời tôi là thím ấy hết khổ. Anh bạn nói: nghe theo lời anh đó hả, thấy mình còn sướng hơn nhiều người rồi, khổ cái gì nữa. Chuyện thứ 62 cắt án ly gia.
Một hôm bác đi nhờ xuồng của một cháu cư sĩ. Trên đường đi hai cậu cháu nói chuyện dài dài, vấn đề đưa đến chỗ thắc mắc. Nó nói: phải ly gia cắt ái mới giải thoát được chứ cậu. Bác trả lời: cắt ái có nghĩa là trưởng thành vươn lên, chứ không phải là cắt ngang như cháu cắt cái bông cúng Phật mỗi ngày vậy đâu. Như hoa sen vượt lên khỏi bùn vậy, mà hễ hoa sen sắc hương càng diễm lệ bao nhiêu thì ngó sen nó phải bám sâu vào lòng đất bấy nhiêu. Như cây, hễ hoa trái thạnh mậu chừng nào thì rễ bám sâu vào lòng đất chừng ấy. Con người cũng vậy, phải bám vào gia đình và xã hội này mà thăng hoa. Cháu nó không cãi, nhưng không hài lòng mấy. Chuyện thứ 63, diệt tánh tham. Cũng cháu cư sĩ kia hỏi: cậu hai à, làm sao diệt được tánh tham? Biết cô thừa hiểu nhưng muốn trắc nghiệm lại xem có gì mới lạ hơn không, bác nói: tánh tham diệt làm sao được? Mình tu còn tham khổ hơn người ta mà diệt tánh tham gì được. Mình tu mà tham cái gì đâu cậu. Người ta không tu thì chỉ tham danh lợi tình ở cõi trần này thôi, còn mình chơi là nhỏ nhen, mau tan mau rã, lại muốn cái gì vĩnh viễn trường tồn, bất sinh bất diệt mới chịu. Vậy là tham hơn người ta rồi, làm sao mà diệt được? Có môn làm cho nó lớn thêm lên. Cô nói: ngặt mình không chịu tham lớn mà chỉ ưa tham nhỏ thôi thì làm sao? Bác nói: phải ráng mà trưởng thành, trưởng thành tới đâu thì tánh tham lớn theo tới đó. Thí dụ hồi nhỏ mình thích chơi búp bê nhà chòi, ai đụng tới là tóe lửa. Rồi lớn lên tự nhiên mình bỏ và lại muốn xe hơi nhà lầu, làm ông lớn bà lớn. Lớn hơn nữa lại muốn làm như tổ như Phật, lại muốn thế giới là vàng rồng và mọi người đều là Bồ Tát hết. Mình trưởng thành tới đâu thì tánh tham nó lớn theo tới đó, chứ việc nó không có được đâu. Thế là thêm một lần nữa, cháu nó không phản đối nhưng lại cũng chẳng mấy hài lòng. Chuyện thứ 64, tội do tác ý. Có cô giáo hỏi: dạy học đánh học trò có tội không? Bác trả lời: hồi ở chùa Từ Quan có mấy cây sồi, tụi nhỏ hay lén học phá, hễ bắt gặp là rượt la làm dữ lắm, mà hễ nghe trong lòng nổi nóng bác hồi ngàn. Cô giáo hỏi: tại sao vậy? Mình nóng lên là có ruột có la, còn hồi nãy tuy ruột tuy la chứ không có ruột la. Trong Pháp Bảo Đàn nói, tối ngày làm đủ các việc mà chẳng có chỗ làm, là vậy đó. Có đứa cháu chạy xe Honda ôm, vợ chồng nó có một thằng con thôi mà thằng bé cũng quậy phá lắm. Một hôm nó quấy rầy gì đó, ba nó bắt cúi xuống lấy roi ra xong rồi bảo: thôi con đi chơi đi. Thằng bé mừng quá bỏ chạy. Vợ nó nói: sao anh không đánh nó vài roi cho nó chừa, con bảo nó đi chơi nữa. Anh giận quá nên không đánh. Xử sự như vậy là đẹp lắm chứ. Vì quá giận thì đòn sẽ phản tác dụng, nó trở thành đòn thù chứ chẳng phải răn dạy nữa. Và vô tình làm cho trẻ con tập nhiễm tính nóng giận dữ dằn của mình nữa.
Chuyện thứ 65, gần mực thì đen. Một cô dạy mẫu giáo đến hỏi bác: mấy chị cư sĩ dạy con, mình tu đừng nên gần những người tu giải đãi, những người kém đạo đức hoặc không tu, vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỉ nên gần gũi những người có tinh tấn, vì họ có thể trợ duyên cho mình tu tiến. Mấy chị dạy con như vậy, bác thấy sao? Bác cười và đọc hai câu thơ Kiều. Hay, rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng trêu cài thế nào. Nghĩ như vậy thì người đạo cao đức cả, ai mới chịu gần gũi với mình đây hả con? Chuyện thứ 66, trời xanh không có dư. Một hôm, bác Hai nói chuyện với bác Sáu, bạn thân của bác. Ở trời xanh không có gì dư, anh Sáu. Cả cái tánh xấu anh cũng khỏi bỏ nữa, miễn anh xài đúng chỗ thì tánh xấu cũng tốt. Bác Sáu rất sáng ý liền nhận ra ngay. Đúng rồi. Hồi hôm tôi xem tivi, chuyện bên cầu Dệt Lụa, tức Trần Minh Phố Chuối đó. Lúc Trần Minh đậu Trạng Nguyên, vua muốn gả công chúa cho nên bảo một vị thượng quan điều tra lý lịch của Trần Minh. Vị thượng quan này kêu hai người thí sinh đồng hương với Trần Minh để điều tra gián tiếp. Hai người này thi rớt và rất ghét Trần Minh. Nghe quan hỏi về Trần Minh, chúng nó liền bêu xấu. Bẩm thượng quan, thằng Trần Minh nó xấu lắm, xài không được đâu, nó nói láo dữ lắm. Mẹ nó mà nó còn dám nói láo nữa. Quan mới hỏi là nó nói láo làm sao với mẹ. Nó mới thưa bẩm, con biết rõ, bữa đó nó chưa ăn cơm, nó xin được một bát cơm đem về cho mẹ. Mẹ nó hỏi con ăn cơm chưa, vậy mà nó dám nói là ăn rồi đó thượng quan. Thuật đến đây bác Sáu cười nói, tôi thích tác giả đặt cái đoạn đó lắm đó. Bác Hai tiếp lời, nói láo là một trọng giới trong nhà Phật, là một tính xấu ngoài xã hội. Nhưng Trần Minh không xấu, không phạm giới, trái lại ai cũng kính nể thán phục lời nói dối đó. Thế nên không tính nào xấu hay tốt cả. Dùng đúng chỗ thì tính xấu cũng tốt, ngược lại xài không đúng chỗ tính tốt cũng thành xấu. Như đức khoan dung là đức tánh tốt tuyệt vời, nhưng khoan ra thứ người mới quý, còn khoan vô thứ mình thì tệ hại vô cùng. Thứ người nghĩa nọ rộng lan, thứ mình tội lỗi ngày càng thêm cao. Còn cái tánh vạch lá tìm sâu, moi móc lỗi lầm của thiên hạ là tính rất xấu, tính tiểu nhân. Nhưng ngược lại, moi móc xét nét lỗi lầm của chính mình là quân tử. Chuyện thứ 67, như của cho thêm. Có cháu hỏi, bác Hai à, bác Hai già yếu cô thân bệnh hoạn nghèo túng, vậy bác có thấy buồn không? Bác đáp, có lần bác mua khoai vừa bán cân rồi còn lại vài củ, họ bảo thôi cho ông luôn đó. Những củ cho thêm này hồi nãy bình chê lựa bỏ lại, vậy mà bây giờ thấy nó tốt, vì của cho thêm đâu có tính tiền. Bác nghĩ đời sống mình từ đây về sau kể như là thượng đế cho thêm, nên dù nó có đen tối eo ọt gì cũng quý. Bác tự an ủi thế và cảm ơn thượng đế. Còn biết con, hồi còn trẻ, mỗi ngày qua bác thấy tiếc nuối vì đã chết đi hết một ngày.
bây giờ già rồi ngược lại, mỗi lần trong bóng hoàng hôn buông xuống, bác mừng tự nhủ, vậy là mình sống thêm được một ngày nữa. Chuyện thứ 68, hai lối sống. Một hôm, ông Joba gặp một ông lão trồng cây hồ đào, loại cây lâu năm. Ông ta hỏi: "Nội ơi, nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Cụ già ngẩng đầu lên cười đáp: "Lão sống như không bao giờ chết vậy." Joba nói: "Còn tôi sống thì như sắp chết đến nơi vậy." Hai lối sống kể trên đều tuyệt vời cả. Ở phương diện nào đó mình phải sống như không bao giờ chết, và ở một mặt khác mình phải biết sống như sắp chết đến nơi vậy. Chuyện thứ 69, sẵn sàng. Có lần bác đi thăm người bạn, ngày về là lúc trời bão, nhưng mình có vấn đề phải về thôi. Mấy người bạn cầm nán lại nhưng bác quyết đi, dù mưa cũng đi. Bác dẫn xe đạp ra về, nhưng may ngày hôm ấy về đến nhà không bị mưa. Tắm xong lên giường nằm, bác nghĩ lại hôm nay mình đi dưới trời mưa gió mà lòng bình an như ngày đẹp trời vậy, bởi mình đã sẵn sàng chấp nhận. Bác suy rộng ra, nếu đối với mưa gió của đời mình mà mình có tâm trạng sẵn sàng như vậy, chắc là sống yên lành, hạnh phúc lắm. Chuyện thứ 70, thiếu chứng minh. Có một cô bán thuốc tây ở Cái Dầu, trường trai tu hành hơn 30 năm nay, gặp bác cô than vãn: "Cháu còn chút rây rứt là mấy đứa con của cháu nó cũng hiền lành ăn tương vậy, nhưng nó ham chân dọn theo đời lắm, nói nó không chịu nghe theo, không biết làm sao khuyên cho nó nghe vậy chú?" Bác đáp: "Nó không nghe là phải đó. Con đường mình đi suốt 30 năm mà chưa thể hiện được gì cho bản thân cả. Bây giờ bảo nó theo mình, nếu nó nghe theo là nó mù quáng không biết suy xét." Cô nói: "Vậy tại mình thiếu đức hả chú?" Bác trả lời: "Không, tu hiền trai lạc đâu có thiếu đức. Tại mình thiếu chứng minh cho nó thấy tu là hạnh phúc đó thôi. Nếu chứng minh được trên thực tế tu là hạnh phúc thì cô cấm nó tu nó cũng lén cô mà tu nữa. Cô không chỉ vậy, nó cũng rình xem cô tu làm sao đặng bắt chước đó." Cô ấy gật gật đầu: "À, có lẽ vậy." Chuyện thứ 71, gặp Phật ban ngày. Có mấy cháu nữ sinh mến bác lắm. Hôm đó mấy cháu lựa đầu nành, bác nằm võng bên cạnh. Mấy cháu hỏi: "Bác hai ơi, có lần nào bác nằm chiêm bao gặp Phật không?" "Không." Bác trả lời. "Nhưng ban ngày bác gặp Phật hoài à?" "Tụi con hỏi thiệt mà." "Ban ngày là Phật thiệt đó, còn chiêm bao là Phật nhãn thuốc ha."
Vậy bác hai gặp Phật ra sao? Phật hiện ra đủ dạng người, già có, trẻ có, trai có, gái có. À, có quá ra mấy cô gái tân thời uống tóc nữa. Thế làm sao bác biết là Phật? Biết chứ, người nào Phật hóa ra đều làm việc chân chánh nhân từ, có lợi ích cho đời. Bên cạnh đó bác cũng gặp ma quỷ, cũng hóa ra đủ hạng người như trên. Mà những người ma quỷ hóa ra thì làm những việc xấu xa tội lỗi. Mấy đứa cháu cười. Tụi con cũng gặp Phật nữa. Phật ngồi giỏng tay cầm cây quạt mo. Bay gặp ông địa đó bay ơi. Chuyện thứ 72, Y Kinh Giải Nghĩa. Một hôm trong đám cầu nguyện ở nhà người quen, có đứa cháu hỏi: Chú hai, chú giải thích giùm con câu Y Kinh Giải Nghĩa Tam Thế Phật Oan, Ly Kinh Nhất Tự Tức Đồng Ma Thuyết. Bác trả lời: Cháu biết là ghê không? Dạ con biết chút đỉnh. Vậy mời chú thí dụ nè. Chú lái ghe từ đây lên Châu Đốc. Thấy vậy cháu nhờ chú dạy lái ghe đi Châu Đốc. Rồi chú đồng ý. Bắt đầu mở dây, xô ghe ra, quay máy, bẻ tay lái qua lại. Cháu ghi nhớ từng động tác một cách tỉ mỉ cho đến khi tới Châu Đốc. Rồi bây giờ cháu trở về đây, xuống ghe, mở dây, xô ra, rồi quay máy, với bài bản được lặp lại một cách chính xác, mà nhất định nó không đến được Châu Đốc, nó sẽ trôi tắp ở đâu đâu đó. Vậy muốn đến Châu Đốc thì phải biết cách lái ghe, biết đường nào đến Châu Đốc, rồi tùy lúc có thể làm y như lúc học, hay khi cần có thể làm ngược lại cũng đúng. Tóm lại, biết tại sao phải bẻ qua bẻ lại như vậy thì làm y cũng đúng, mà làm ngược lại cũng không sai. Vậy là phải biết tại sao hả chú? Nếu không biết tại sao thì bắt chước y hệt cũng chật hà, mà ngược lại càng chật hơn nữa. Chuyện thứ 73, hỏi lại lòng mình. Có đứa cháu hỏi bác: Bác hai ơi, có phương pháp nào bỏ sắc dục được không bác? Con nặng về sắc dục quá. Bác hỏi: Bộ muốn bỏ sao? Dạ, muốn lắm mà con bỏ không được. Đừng có hỏi phương pháp mà hỏi lại lòng mình xem có muốn bỏ thiệt không. Hỡi nếu thiệt muốn bỏ thì nó rớt ngay hè. Bác giới lấy cây ly rồi nói: Cũng do mình cầm cái ly, muốn bỏ thì nó liền rớt. Chứ khỏi hỏi phương pháp buông ra làm sao, buông ngón nào trước, buông ngón nào sau, mà hỏi lại lòng mình xem có muốn buông không. Nếu không muốn buông, dù người ta gỡ tay lượn đi mình cũng lượm lại hè. Chuyện thứ 74, ăn ý. Có cháu cư sĩ hỏi: Bác hai ơi, con bị vọng tâm quá à. Con niệm Phật liền hết, ít lâu sau niệm mặc niệm còn vọng thì cứ vọng. Con quay sang quán xét, thấy có hiệu quả ghê đó. Nhưng dần dần quán mặc quán vọng vẫn vọng mà. Bây giờ bác có phương pháp nào nữa không, chỉ cho con trị cái vọng tâm đi. Bác nói: Thôi, bao nhiêu đó xài không hết rồi chỉ thêm cái gì nữa. Có điều cháu cứ hạ thủ vậy đi, tuy nó trật vượt vậy chứ nó sẽ có ý nghe. Nhớ hồi nhỏ có lần bác về quê ở nhà ông Dượng nghỉ hè. Ông chuyên nghề đóng ghe, bác thích xem ông làm mộc, nhất là bào cây. Trong lòng muốn thử bào nhưng mà không dám.
Một hôm ổng ra dốc một cây chèo, tra lưỡi bầu xong rồi bảo: "Ừ xanh, mày chút cây chèo này coi." Bác mừng lắm nhưng hơi sợ, hỏi giận lại: "Rủi hương sao dượng?" Ổng nói: "Không hư đâu, nó có dốc sẵn rồi, mày bào láng lại là được. Mà có tao đây đâu để mày làm hư sao mà sợ." Bác đẩy bào trước lớp mấy lần, bác hỏi: "Dượng bẫy dạy con coi sao con bào nó không ăn?" Ổng nói: "Dạy có gì được, đẩy đi rồi nó ăn ý." Thật vậy, lát sau bắt bào được à. Mấy đứa bạn của người đó cười rộ lên rồi dây sang bác nói: "Bác ơi, cái thằng hỏi bác đó là thợ mộc đó bác." "Hả? Vậy càng hay." Chuyện thứ 75: Niệm Phật tha thiết. Có một chú cư sĩ chuyên về pháp môn niệm Phật. Chú tối kỵ chữ ái, dù là tình quyến thuộc cũng vậy. Chú khuyên em cháu phải dẹp bỏ tình luyến ái. Một hôm chú ghé thăm bác và nói: "Nhờ anh giúp đỡ giùm tôi một chuyện, là mình làm sao niệm Phật cho được tha thiết đây?" Bác biết ý chú nên nói: "Theo ý tôi, muốn niệm Phật thiết tha thì phải tăng trưởng tình thương." Chú trân trối nhìn bác, ngầm ý hỏi vì sao. Bác thí dụ: "Như mình có người thân, cha mẹ, anh em, chồng vợ gì đó rất thương mến, đang lâm trọng bệnh hấp hối, mình niệm Phật cầu gia hộ, tình thương giữa mình và người ấy tha thiết bao nhiêu thì sự niệm Phật của mình cũng tha thiết bấy nhiêu." Không phản đối, nhưng bác biết chú không hài lòng. Sau bác đem chuyện trên kể lại cho vài đứa cháu nghe, có một cháu xác nhận: "Bác hay nói con rất công nhận nha. Lần đó mẹ con mất, con hộ niệm vì thương mẹ con quá, nên con niệm Phật vô cùng thiết tha. Từ đó đến nay, ít có lần nào con niệm Phật thiết tha được như vậy." Chuyện thứ 76: Trung đạo. Một lần bác đi dự lễ dỗ, cúng xong định về liền. Đi ngang bàn nọ có mấy cháu kéo lại mời bác uống nước với tụi nó. Kẹt quá bác phải ngồi lại. Một đứa cháu hỏi: "Bác hai, bác hai, kinh nói thắng thất tình giữ vẹn đạo trung, mà sao giữ vẹn đạo trung vậy bác?" Bác trả lời: "Trung đạo là con đường quan trọng, con đường đưa đến giải thoát, nhưng có điều nó không phải là con đường tiền chế đã vạch sẵn, mà mỗi người phải tự vạch lấy, tự thắp đuốc lên mà đi. Trung đạo có nghĩa là vừa phải, mà cái vừa phải của người này không phải là cái vừa phải của người kia. Cũng như ăn cơm, bác dùng một bát thấy vừa, còn mấy cháu ăn 4-5 bát mới vừa. Vậy cái vừa phải không phải là cái lập thành, nó tùy theo mỗi người. Lại nữa, cái vừa phải của chính mình ngày hôm nay cũng không phải là cái vừa phải của chính mình ngày mai nữa. Nếu ngày mai mình bị cảm, ăn cháo mới vừa, chứ không còn ăn 4-5 bát cơm được. Nên cái vừa phải phải lấy trí tuệ ra mà liều lượng. Mày đưa biết hồn, Đức Phật sau khi thuyết pháp mấy mươi năm, Ngài nói: "Các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi." Là vậy đó. Có một đứa cháu nhận được ý nghĩa đó nên nói: "Bác hai, vậy thì trung đạo có thể dời đổi chứ không phải là con đường cứng ngắc. Cũng như mình đi trên dòng sông, phải uốn khúc quanh co theo dòng sông
nhưng mà phải giữ giữa hai bờ, đúng không bác? Bác trả lời: không phải, trung đạo có thể lệch một bên được. Nó ngạc nhiên: vậy con chưa hiểu. Để bác giải thích thêm một lần nữa. Trung đạo có nghĩa là quân bình, cho nên cháu chia cây mía ra làm hai mà chặt ngay giữa thì không ai thèm lấy khúc ngọn đâu. Nên muốn cho nó quân bình phải chặt khúc gốc ngắn, khúc ngọn dài. Tùy ở thể tích, trọng lượng hay phẩm chất và sự phân chia có thể lệch một bên để giữ thế quân bình, cũng có nghĩa là trung đạo đó. Giải tới đó, bác chợt nhớ lại câu kinh trong Pháp Bảo Đàn: không phải ở giữa mà cũng không phải ở hai bên, đó là trung đạo. Câu kinh này lúc xưa bác mù tịch, nay tự dưng lại hiểu ra. Chuyện thứ 77, qua một cơn đau. Chú ba, một người em bạn của bác bị đau bụng nhào lăn. Lối sớm kẻ cạo gió, người kiếm thuốc lăn xăng. Một lúc sau bệnh mới chịu bớt. Sau trận đau đó, mấy người con của chú nói: qua cơn đau của ba, tụi con thấy tình chồng sớm xích lại gần hơn. Chú ba tiếp lời: còn ba thấy mang ơn tới cây cỏ nữa. Bác hai nghe cha con nó nói vậy, bác cười nói: còn tôi mang ơn cái thân xác này lắm. Đạo hữu nghe qua câu chuyện đó phê bình: qua cơn đau, mấy đứa con chú ba tiến xa, chú ba thì kém hơn tụi nó, còn ông Như Sanh thì ích kỷ quá. Một người bạn bác hai nghe phê bình như vậy nói: qua cơn đau đó mấy đứa con chú ba tiến một bước, chú ba tiến hơn con của chú, còn bác hai tiến hơn cha con nó nữa. Kẻ khen qua người chê lại, bác chỉ cười vậy thôi. Về sau mấy em cháu nhờ giải rõ ý câu nói: bác mang ơn cái thân này lắm. Bác nói: Phật dạy cái thân này là nhà chứa tai họa, nào đau ốm nạn tai biết bao. Đó là một lối nói, chứ nhà Phật bảo thân mạng không nên quý trọng mà cũng không nên khinh, vì nếu quý trọng sẽ phải tạo nghiệp bất lành để phụng sự nó, mà rốt cuộc rồi cũng phải bỏ. Nhưng không nên khinh nó, vì nhờ thân mà học được đạo, cúng dường lễ Phật. Nhờ thân mà hoàn thiện được con người, làm nên việc nghĩa để tiến lên địa vị tiên Phật. Vì thế không nên nhìn thiên lệch, cho thân là bất tịnh, tai họa, rồi xem nó như kẻ thù vậy. Nếu mình nhìn thân như kẻ thù, thì người chia xương sẽ quyết sinh sản nuôi nấng nó. Bây giờ mình mới xem họ ra sao đây, vô ơn bạc nghĩa chăng? Mình có quý trọng thân mình mới có quý trọng công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Trở lại, vì có quý thân cha nên đám con chú ba mới thấy thông cảm tình chồng sớm, và chú ba mới mang ơn tới cây cỏ vậy. Chuyện thứ 78, tâm chay. Có mấy anh em đang bàn bạc về chuyện ăn chay. Câu chuyện sắp tàn, bác nhắc: hồi tôi mới ăn chay, lâu lâu hay nằm chim bao thấy ăn mặn. Khổ nỗi là lần nào cũng lỡ ăn rồi mới sực nhớ là mình ăn chay. Như vậy công phu chay lạc bấy lâu tiêu mất. Buồn tức, sao mình không nhớ sớm hơn. Khi giật mình thức giấc mới biết là chim bao chứ mình không có ăn mặn, lòng mừng vô cùng. Cứ lâu lâu lại mộng thấy ăn mặn một lần,
bẵng đi mấy mươi năm không thấy nữa. Bữa hổm á, tôi nằm mộng thấy ăn cơm với mâm chân dưa ghém ngon quá trời, tưởng đồ chay, tôi ung dung ăn. Gần xong mới phát giác ra mắm mặn, nhưng mà lòng không ân hận rai rứt như thở trước. Bây giờ ăn mà tâm mình nghĩ là đồ chay thôi. Có một điều lạ là còn một bát cơm nữa mới no. Tôi tự nhiên bới ăn thêm mà tâm hồn vẫn an nhiên như lúc trước, dù biết rõ là mắm mặn rồi. Và khi thức dậy cũng không mừng, vì đó là mộng, chứ mình không có ăn mặn. Nghe xong ai nấy cười rồi giải tán. Có lẽ họ không mấy thông cảm. Một người bạn nán lại khen: kể ra trình độ chai mặn của anh tiến xa lắm rồi đó. Qua giấc mộng này, bác biết thêm một tâm chay khác. Xưa nay bác nghĩ tâm chay là tâm hiền lành, từ bi bác ái, tu thương người mới thật chay trường. Nay thấy nếu tâm mình giữ được bình đẳng như trong giấc mộng trên, thì ăn gì cũng là ăn chay cả. Chuyện thứ 79: Nước mắm mặn. Một lần nọ bắt đi đám dỗ, có đãi một mâm chay mà nước mắm chay và mặn bây giờ rất khó phân biệt, chỉ có người làm mới biết thôi. Hôm đó họ dọn nước mắm mặn qua mâm chay. Ăn xong, cô chủ nhà phát hiện ra sự việc, sợ tội, lòng trây rứt nên đến thỏ thẻ với bác. Dạ, hồi nãy lu bu mấy chị lỡ dọn lộn nước mắm mặn qua mâm chay, mong bác thông cảm. Bác điềm nhiên cười và trấn an: lộn thì lộn chứ. Ở đây người ta ăn nước mắm chay, đâu có ăn nước mắm mặn mà con lo. Chuyện thứ 80: Ăn cực. Dạo đó bác hai và mấy người bạn làm rẫy ở kinh cụ hội. Trời mùa đông năm ấy rất lạnh. Sáng sớm mấy bác nấu cơm ăn dưới ghe. Có một ông lão trên 50 đang dậm dấu mò cá dưới kinh. Thấy có lửa, ông lội lại, ngồi nép sau lái ghe tránh gió và lấy thuốc ra hút. Dẫn thuốc xong, ông với tay lấy que củi đang cháy dở trong lò và nói: cho mồi nhờ đưa thuốc nha. Vì lạnh quá, tay ông run run, khó khăn lắm ông mới châm được điếu thuốc. Liếc nhìn thấy mấy bác ăn cơm với dưa leo chấm tương hột, ông nói: ăn uống sao cực quá vậy? Bác đáp: ăn vậy chứ sướng hơn ông đó. Lời nói đúng ngay vào cảnh sống, ông ta thấm thía than: ôi, vợ con đùm đeo phải ráng chứ biết làm sao. Chuyện thứ 81: Đã có đáp buồn. Có lần bác hai bế một em bé độ 2 tuổi, nựng nịu hun hít giây lát rồi đưa trả cho ba nó và nói: nuôi con cực nhọc vậy chứ nó đã có đáp buồn rồi đó. Ba em bé nói nựng con: ôi, cục cưng cục cưng cục cưng, lớn lên làm nuôi ba nghe con. Bác hai đính chính:
chẳng phải đợi đến sau này nó lớn lên nó báo hiếu đâu, mà ngay bây giờ nó đã bù đắp rồi. Ba em bé vừa hôn con vừa cười nói. Bác hai khác hơn các vị cư sĩ ở chỗ đó đó. Chuyện thứ 82. Hoa tàn mà lại thêm tươi. Đó là câu trong truyện Kiều mà bác hai thắc mắc. Sao lạ, hoa tàn mà lại thêm tươi? Một hôm thím Sáu, người đã kể lại chuyện mua hoa Tết cho bác nghe, thím kể: Hôm 30 Tết, con đi Honda chạy ngang nhà thờ, thấy có bà già đứng ôm một mớ bông, thấy lạ con ghé lại hỏi: Bà bán hay mua mà đứng đây? Bà nói: Bán, mà không ai mua cả. Sao bà không đem lại chợ qua bán? Để đây ai biết mà mua? Lại đẳng bán gì được, qua người ta tươi tốt như rồng, còn của mình thì xấu hơn. Ở đây bán cầu may, nhà có trồng ít bông để cúng, nhưng Tết túng tiền nhổ một mớ bán mua đồ về cúng ông bà. Cô làm ơn mua giùm tôi đi. Thấy hoa kém tươi, không muốn mua, nhưng muốn giúp bà nên con nói: Bà cần bao nhiêu tiền, tôi giúp cho bà mua đồ về cúng. Không, tôi không dám nhận tiền cô đâu. Cô mua giúp giùm tôi cảm ơn lắm. Thôi được, bà bỏ qua lại đi. Bà định bao nhiêu tiền con trả đủ cho. Vì con muốn giúp cho bà ấy nên không trả giá gì cả. Đem qua về nhà, con bảo mấy đứa nhỏ thay qua cũ, chân qua mới mua. Mấy đứa cười ngất, chúng nó nói: Qua cũ còn tươi hơn qua của bà nữa. Kệ thay đi, qua này kém tươi nhưng mới mua. Bác chỉ nghe kể lại chuyện mua qua thôi, nhưng bác cảm thấy bình qua đó vô cùng rạng rỡ. Chắc Phật trời cũng hài lòng đẹp dạ biết bao. Vì trời Phật chỉ trọng của cải mà người ta đem giúp đỡ nhau hơn là lễ vật đem dâng cúng cho các ngài. Rồi bỗng nhiên bác cảm thông được câu hoa tàn mà lại thêm tươi. Chuyện thứ 83. Dạy tu mà không tu. Có một cô đến than phiền với bác. Con còn đứa con gái út 16 tuổi, nó không thích tu hành, cứ ham đua đòi theo vật chất xa hoa. Con khuyên lơn ngọt ngào thì nó còn nghe chút đỉnh, còn hễ rầy la thì nó làm dữ cự cãi lại. Có khi không dám cự bằng lời lẽ thì nó ra nhà sau dằn sáng đồ đạc tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con này, không biết phải làm sao. Mình dạy nó tu mà nó không chịu tu. Bác mỉm cười nói: Con nó cũng dạy cô tu mà cô không chịu tu. Cô ấy hiểu ý nên cười xòa. Chuyện thứ 84. Giải thoát cái buồn phiền. Có đứa cháu rất kỹ lưỡng và hơi khó tánh. Một hôm đến thăm và yêu cầu bác chỉ dùm pháp môn giải thoát nhanh chóng. Bác nói: Rất tiếc là bác không giúp được cháu điều ấy. Vì trên thực tế chính bác cũng chưa giải thoát, làm sao giúp người khác giải thoát được.
hằng ngày bác chỉ lo sửa tánh răng lòng đối với mọi người sao cho tròn ân vẹn nghĩa vậy thôi. Không thỏa mãn yêu cầu, thấy cháu buồn ra mặt, bác nói thêm: chuyện giải thoát cao xa bác chưa với tôi, bác chỉ cởi mở lòng mình trong các việc phiền phức nhỏ nhặt ở đời thôi. Dù như bác nói điều gì đó làm cháu phiền lòng rây rứt, hãy cởi mở ngay nó đi. Hãy giải thoát cái phiền phức trong lòng mình đi, cháu sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng mát mẻ, và đồng thời khi lòng tràn ngập niềm vui, tự nhiên mình sẽ ban phát niềm vui cho gia đình và xã hội. Điều đó đúng theo luật phản hồi, hễ gieo vui vui nở, gieo phiền phiền sanh. Đối với mọi sự việc đều cố xử sự được như vậy thì ta luôn sống trong an lạc và sẽ về an lạc quốc. Nói đến đấy, thấy cháu tươi vui và thỏa mãn. Chuyện thứ 85: Phật bảo hay ma xúi? Có ông bạn hỏi: anh hai à, kinh Phật có dạy lúc lâm chung mình nhớ niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức được Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Vậy bây giờ mình cứ ăn chơi xả láng đi, rồi gần chết mình niệm 10 câu lục tự và nhờ sớm viền niệm tiếp, vậy có được giảng sanh không anh? Bác đáp: mình nên xếp kỹ lại xem câu cứ ăn chơi xả láng đó là Phật bảo hay ma xúi. Nếu ma nó xúi mà nghe theo là đọa nghe. Ông bạn cười nói: tôi học câu trả lời của anh đó. Chuyện thứ 86: Đen trắng cuộc đời. Một hôm bạn bác cần đi chợ sớm, mới 3:30 khuya anh cởi Honda ra đi. Đang chạy trên quãng đường vắng, còn hơn 2 cây số nữa mới tới bến đò qua chợ. Anh thấy có người đàn bà ôm đồ kềnh càng lỉnh kỉnh đi, coi bộ nặng nhọc lắm. Anh biết khó đón xe vào giờ này nên quay xe lại hỏi: cô ơi, cô đi đâu? Dì dạ, đi chợ Long Xuyên. Giờ này không có xe đâu, cô lên đây tôi chở giùm cho. Cô ấy mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Anh chở cô ấy đến bến đò qua sông, rồi mạnh ai nấy đi. Lòng anh rất vui mừng vì mình làm được một việc nghĩa giúp người trong cơn ngặt. Trưa lại, anh về nhà, nghe bà con lối xóm nói hồi hôm có người đàn bà giả bộ lỡ đường xin nghỉ nhờ nhà trong xóm này. Nửa đêm ả lén cởi hết quần áo của chủ nhà đi mất. Ả mới ra đi thì chủ nhà hay kịp tri hô lên, hàng xóm túa ra kiếm. Không rõ ả trốn ngã nào, mới đó mà kiếm cùng hết vẫn không được, thật là lạ. Bạn bác cười nói: Ôi trời ơi, thôi rồi, tao chở giùm nó đến bến đò qua sông rồi, tụi bay kiếm sao được. Đâu bay xử coi tao tốt hay xấu, tội hay là phước. Thôi đi ông nội, cha tôi bây giờ cũng không biết xử ông làm sao nữa. Ai nấy cùng cười, chủ nhà mất đồ thì méo mặt. Người xưa cũng từng gặp phải chuyện đời đen trắng khó phân này, nên có lời cảnh giác kẻ sau cần suy xét tận tường trước mọi việc để khỏi lầm lạc chua cay, cười ra nước mắt. Chớ tin việc gì đó là ngay thẳng, mà nó đúng thật ngay thẳng, có khi nó lại bất công. Hãy đề phòng việc gì đó mình tưởng là nhân từ mà nó lại bất nhân. Mạc tính trực trúng trực, tu phòng nhân bất nhân.
Chuyện thứ 87. Có thiên đường, địa ngục. Một cô nói: Ông nhà con hỏi, có ai lên thiên đường trở về thuật lại cho mình biết không mà tin? Con không biết phải giải bày thế nào. Bác trả lời: Đâu đợi ai lên thiên đường trở lại cho mình biết. Từ sáng đến giờ mình đã lên thiên đường và xuống địa ngục nhiều lần rồi đó. Như mỗi khi mình nghĩ hoặc nói làm điều gì đó cho mình và cho người được lợi ích hòa vui là mình đang ở thiên đường, còn ngược lại là địa ngục. Sách xưa có câu: Sanh tiền bất kiến thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn. Nghĩa là lúc sống không biết nẻo lên thiên đường, khi chết khó lìa khỏi cửa địa ngục. Vậy chúng ta hằng ngày nên thường xuyên lên thiên đường cho đành đường xá, sau khi mệnh chung khỏi rơi vào địa ngục. Nghe chuyện trên có cháu hỏi: Giá như có người nói đời tôi chưa từng thấy lên thiên đường hay xuống địa ngục lần nào đâu, mình phải nói làm sao bác hai? Bác đáp: Có câu tư tưởng, chân lý chỉ đến với kẻ chí tâm hành đạo, không đến với kẻ tò mò biện luận. Sách thiền có chuyện ngụ ngôn, có tên lính ngự lâm đến hỏi một vị thiền sư hãy chứng minh rõ ràng cho hắn thấy có địa ngục hay thiên đường xem. Thiền sư nhìn tên lính ấy rồi mỉu môi nói: Ngươi là một tên vô danh tiểu tốt, cũng bày đặt hỏi thiên đường địa ngục hả? Tên lính ngự lâm nổi sùng rút gươm của vua ban đưa ra hỏi: Ông có biết tôi là ai không mà lớn lối khi dễ tôi như vậy? Thiền sư đáp: Vậy là anh đã biết nửa câu hỏi có địa ngục không? Tên lính hiểu ý ngay, mỉm cười tra kiếm vào vỏ. Thiền sư nói tiếp: Vậy là anh hiểu nốt nửa câu sau có thiên đường không?